Ok, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với khóa học. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trình quản lý quảng cáo trên Facebook. Đây là giao diện của trình quản lý quảng cáo trên Facebook, và hiện tại trình quản lý quảng cáo này nó sẽ có cái giao diện như thế này, và cái giao diện Shadcam nó cũng sẽ có hai dạng. Ví dụ anh em sẽ nhìn thấy, mình sẽ mở lên cho anh em xem. Đây là dạng đầu tiên, đây là dạng đầu tiên đó, thì nó có cái giao diện như thế này. Cái số 2, cái giao diện số 2 nó là cái giao diện này. Đây anh em nhá. Đó là giao diện này. Anh em nhìn thấy không ạ? Nó có hai cái giao diện khác nhau. Được chưa? Một cái là giao diện, đây mình sẽ thu nhỏ lại xem nào. Thu nhỏ lại cho anh em dễ nhìn. Đây, một cái giao diện thì khi chúng ta cho lên thì nó sẽ, đây mình sẽ kéo hai cái giao diện ra cho mọi người xem. Đó, cho anh em. Thì nó có hai cái giao diện bên đây, cái con bên này là giao diện cũ, thì nó sẽ có 3 phần: mức độ nhận biết, cân nhắc và là chuyển đổi. Còn cái giao diện mới thì nó sẽ có những cái mục như thế này, nó rút ngắn còn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 mục. Bên này thì nó có nhiều hơn đúng không nhỉ? Thì Facebook đã thay đổi, tuy nhiên là bên này nó có nhiều mục hơn, ví dụ bên này có 9 mục, 6 mục, 9 mục, 11 mục thì nó đã chuyển hết về bên này rồi. Thì cái giao diện làm việc nó có khác nhau, tuy nhiên cách làm vẫn giống nhau. Để setup một chiến dịch quảng cáo thì chúng ta đều có thể set được. Và những cái chiến dịch quảng cáo các bạn sẽ cần chú ý. Ở đây mình sẽ nói về cái giao diện cũ này đi. Giao diện cũ này nhá. Để cho các bạn dễ hình dung. Và giao diện cũ này nó có cái thứ nhất là mức độ nhận biết, cái thứ hai là lượt cân nhắc, cái số 3 là lượt chuyển đổi. Thì ở đây nó tương đương với 3 cái thị trường ở trên Facebook, hay là ba cái đối tượng thị trường khách hàng khi chúng ta làm kinh doanh. Đó là một là gì? Một là thị trường lạnh, khách hàng chưa biết đến chúng ta. Chúng ta cần phải hiển thị trước mặt khách hàng để cho khách hàng biết đến thương hiệu sản phẩm dịch vụ chúng ta. Cái số 2 là thị trường ấm, tức là cân nhắc, được chưa? Cân nhắc đó đây. Thị trường ấm tức là khách hàng đã nhìn thấy chúng ta ở đâu đó rồi, họ đã nhìn thấy sản phẩm dịch vụ chúng ta rồi, và họ có thời gian cần để suy nghĩ, để cân nhắc liệu xem có sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng ta không. Và cuối cùng là lượt chuyển đổi. Lượt chuyển đổi ở đây là tức là thị trường nóng. Thị trường nóng ở đây là gì? Là những khách hàng từ cái thị trường ấm, thị trường số 2, thị trường ấm, họ đã rất thích sản phẩm dịch vụ của chúng ta, họ rất thích chúng ta rồi, và họ đang có nhu cầu rất là cao để chuyển đổi. Tại sao các bạn chạy quảng cáo mà các bạn hôm đắt, hôm rẻ, hôm chốt được, hôm không chốt được? Là bởi vì các bạn đang chạy quảng cáo trực tiếp vào cái thị trường lạnh. Tỷ lệ chuyển đổi ở thị trường lạnh thì rất là thấp. Vậy nên là nó sẽ không đảm bảo được cái hiệu suất của quảng cáo, không đảm bảo được yếu tố hiệu quả của quảng cáo. Vậy nên khi chúng ta làm quảng cáo, các bạn sẽ cần phải phân chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn số 1 đó chính là tiếp cận số người cần thiết. Các bạn hình dung ạ, cần thiết. Để ví dụ các bạn ở Việt Nam có 100 triệu dân thì các bạn sẽ cần phải nhắm đến bao nhiêu triệu dân ở trong cái tài khách hàng. Sau đó, từ cái khi các bạn đã tiếp cận được, ví dụ mình có thể lấy ví dụ cụ thể như thế này: nếu như các bạn làm spa tại một cái huyện nào đấy, thì cái đối tượng khách hàng của các bạn có phải là các bạn phục vụ những người dân ở trong huyện và bán kính khoảng 5 km, đúng không ạ? Thì khi các bạn chạy quảng cáo thì các bạn sẽ cần phải tiếp cận hết. Làm sao các bạn sẽ cần phải đo đạc được cái hành chính, cái đơn vị hành chính ở huyện đấy có khoảng bao nhiêu dân. Ví dụ một cái huyện nó có khoảng độ 10.000 dân đi chẳng hạn, thì các bạn chạy quảng cáo đầu tiên là các bạn sẽ phải chạy quảng cáo tiếp cận. Tiếp cận để cho khách hàng biết đến cái thương hiệu của bạn, biết đến cái vị trí cửa hàng của các bạn, biết đến là bạn đang tồn tại ở khu vực cái huyện đấy và đang làm spa. Trước hết là các bạn sẽ cần phải tiếp cận. Trong 10.000 dân đấy các bạn tiếp cận được bao nhiêu người dân? Được rồi. Trong 10.000 dân đấy các bạn tiếp cận được bao nhiêu người dân? Sau khi tiếp cận được số người dân đấy rồi, các bạn sẽ chạy quảng cáo vào cái tệp những người các bạn tiếp cận được. Thì lúc này các bạn mới đưa ra những chương trình khuyến mại, những chương trình bán hàng, những cái chương trình gì đó để thu hút khách hàng và khiến cho khách hàng phải cân nhắc là xem có đến spa hay không, có chuyển đổi hay không. Và cuối cùng là cái đòn kết thúc là bán hàng trực tiếp vào những người quan tâm đến sản phẩm dịch vụ ở spa rồi, đúng rồi, những người có nhu cầu về trị mụn, có nhu cầu về làm lán, có nhu cầu về làm trắng da, vân vân và vân vân. Họ đã có nhu cầu, họ đã tương tác ở trên bài quảng cáo của bạn, và cuối cùng các bạn sẽ chạy quảng cáo trực tiếp ở đây. Thì khi các bạn chạy quảng cáo ở trên Facebook, các bạn sẽ cần, nếu như các bạn làm theo đúng như cái quy trình mà mình làm, thì các bạn sẽ cần chiến dịch số 1 là các bạn sẽ phải chạy hàng ngày.
với ngân sách khoảng 100.000, đó chính là các bạn sẽ cần phải chạy tiếp cận số người. Các bạn sẽ chạy bao phủ toàn bộ thị trường, các bạn bỏ ra khoảng 100.000 tiếp cận số người. Nếu như bạn có nhiều tiền hơn dành cho việc này thì các bạn có thể bỏ ra 1 triệu, vân 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 vân. Thì khi các bạn chạy tiếp cận thì cái chi phí để các bạn hiển thị đối với một khách hàng nó rất là rẻ. Sau đó các bạn sẽ chạy chiến dịch tin nhắn, đúng không ạ? Sau đó các bạn sẽ chạy chiến dịch tin nhắn để làm gì? Để chuyển đổi khách hàng, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái chiến dịch khác, khách hàng tiềm năng cũng được. Khách hàng tiềm năng này thì sử dụng nhiều vào trong bất động sản. Và cuối cùng là chạy chuyển đổi, những cái người thực sự quan tâm thì các bạn chạy chuyển đổi. Thì cái này nó liên quan đến tập, cái tập đối tượng nó sẽ khó hơn một chút. Tại sao chúng ta lại lên chạy như vậy? Thì mình có một cái ví dụ như đây, ví dụ cho các bạn thấy là mình đang có một cái chiến dịch như này. Thì cái chiến dịch ở đây này, các bạn thấy không ạ? Tiếp cận đầu tiên là mình một chiến dịch mới liên quan đến bất động sản thì mình đang chạy. Thì mình sẽ làm gì? Đây, mình chạy tiếp cận anh em nhé. Bỏ ra 200.000 này, mới bỏ ra 200.000 mà tiếp cận được 44.000 người. 44.000 người. Nhưng khi mình chạy một chiến dịch chuyển đổi, đấy, chạy kèm một chiến dịch chuyển đổi thì sao? Thì bỏ ra 800.000 ở đây mới tiếp cận được có khoảng 4.000 người thôi, các bạn thấy không ạ? Cái này nhá, các bạn tính xem nó đắt gấp mấy lần, gấp 10 lần. Nó rất rất nhiều lần luôn. Đúng không ạ? 800.000 mà chỉ cần tiếp cận được cái này, tức là bằng 1/11. Đấy, 1/11, tiếp cận được 1/11. Và cái số tiền phải bỏ ra đó là gấp 4 lần. Đó, thì cái chiến dịch chuyển đổi này thì nó có hiệu quả không? Nó có hiệu quả, xin thưa nó có hiệu quả anh em nhé. Thì đây, thấy không ạ? Nó đã có 9 lượt chuyển đổi, tức là 9 khách hàng đã điền vào form đăng ký mua hàng của mình. Thấy chưa? 9 khách hàng mà ở đây nó mới tiêu hết có 845.000, nó vị chi nó khoảng hơn 90.000 cho một khách hàng, hơn 90.000 cho một khách hàng. Nếu như mình không chạy quảng cáo phủ ở đây, không chạy phủ đến 45.000 người này, đấy, thì làm sao mình có thể có được cái con số này? Nếu như mình không chạy phủ ở đây thì chắc chắn nó không phải là con số 800.000 này đâu, 800.000 ra 9 khách hàng này đâu, mà nó sẽ phải là 200.000 nó ra được một khách hàng. Đó là cái điều tại sao phải chạy cả tiếp cận, chạy cả tin nhắn và chạy cả chuyển đổi, các bạn dùng chưa? Ok, đây là giao diện cũ. Còn cái giao diện mới thì nó sẽ như thế này. Còn cái giao diện mới nó sẽ như thế này. Được chưa? Giao diện mới thì các bạn cũng chỉ cần quan tâm giúp mình, đó chính là mức độ nhận biết nó tương tự với thị trường này, chạy phủ và lượt tương tác. Lượt tương tác ở đây tức là chiến dịch tin nhắn và khách hàng tiềm năng, đó chính là chạy chuyển đổi. Thì những cái phần setup những cái chiến dịch này, chiến dịch tiếp cận như thế nào, chiến dịch tin nhắn như thế nào và chiến dịch chuyển đổi như thế nào thì hẹn gặp các bạn ở những cái bài học sau. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở bài học sau. Bye bye.